Đoàn chân một đoàn tay trái và tay phải của võ sĩ Đại Xanh đã tấn công ngay hiệp đầu tiên. Đỏ phản ngay. Tốt, đấm rất mạnh của Đại Xanh vừa rồi. Các bạn đến với nhà thi đấu Huyện Đan Phượng để xem giải vô Nam hè năm 2020. Của trọng tài đang vào làm công tác bắt trận giải trận đấu. Sau đây là trận chung kết hạng cân nam, hạng cân nữ. Chung kết hạng cân nữ. Trận đấu tiếp tục. Cả hai đang ra tích cực bằng đấm tay cầu nắm tay của mình. Đòn chân trái góc Đài Xanh. Võ sĩ Đài Xanh vừa ra đòn chân trái của mình nhưng chưa mạnh. Cả hai dùng tay nhiều hơn. Kết hiệp. Hết giờ nghỉ. Trọng ơi. Rất tốt, một lần chân phải của võ sĩ Con Đà Xanh đã hiệu quả vừa rồi. Thank you.
Trận đấu tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Đó, đoàn chân một đoàn tay trái và tay phải của võ sĩ đặc xanh đã tấn công ngay hiệp đầu tiên. Đỏ phản ngay. Tốt, đấm rất mạnh của đài xanh vừa rồi. Khi sau khi đỏ tấn công thì xanh đã còn phản đòn tay phải. Trọng tài nhắc nhở võ sĩ gốc đài đỏ. Trọng tài nhắc nhở võ sĩ gốc đài xanh. Được rồi. Cú đá có lực của võ sĩ gốc đài đỏ. Đoàn chân phải vừa rồi. Kết hiệp. Giám đốc 1 Minh San, giám đốc 2 Kiều Hùng, giám đốc 3 Nguyễn Thị Huệ, giám đốc 4 Nguyễn Thị Hiền. Mời các giám đốc công bố kết quả. Với tỷ số 4-1, vận động viên rất đỏ được tuyên bố thắng cuộc, giành huy chương vàng, hạng cân 54 kg nữ. 4-1 đỏ thắng huy chương vàng.